Đây là một cây sưa bonsai mini đã được trồng ở trong chậu này là 3 năm rồi. Đấy, vỏ của nó là rất xù xì. Chậu này là chậu gốm Đồng Lai nhá. Cái bệ này là cái bệ gỗ chắc. Mời cả nhà chiêm ngưỡng nhé. Đây là cái sưa đỏ trồng mà đã được 4 năm rồi, 4 năm trong chậu, khoảng tầm 4 năm. Vì trồng những chậu nhỏ nên là cái vỏ của nó là rất xù xì. Đấy. Bởi vì nó rất ít chất dinh dưỡng. Đợt này là cây tốt nên là được được 5 được 5 chẽ lá. Đấy, sưa đỏ các bác nhìn nhá. Các bác nhìn này. Đấy, sưa đỏ là nó sẽ lá nó sẽ mọc so le nhau này. Và cái đặc điểm của sưa đỏ này thì nó phải nước là phải nước sạch, không uống nước là có thể chết. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video.